Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Sản Phẩm VIP. Hôm nay Sản Phẩm VIP có một mẫu xe tay cong. Thì với mức giá của mẫu xe này thì rất là bình dân. Nếu mà các anh chị muốn sở hữu và đam mê dòng xe tay cong thì có thể liên hệ với em. Với mẫu xe này đang được là mẫu xe Galaxy LP400 được trang bị là vi lông cong. Ngoài ra những cái cấu hình và bộ chuyển động như nào thì bây giờ các anh chị cùng em đi vào tìm hiểu về bộ chuyển động của xe. Đầu tiên thì bộ khung sườn của xe hiện tại thì bên em đang có 3 màu, màu đen xanh, màu đen đỏ và màu đen xanh lá và màu đen xanh dương. Em đang quay đây đó chính là màu đen đỏ với thiết kế khung sườn, được trang bị khung sườn là khung sườn hợp kim nhôm mối hàn vẩy cá, nhìn rất là đẹp mắt các anh chị nhá. Khung nhôm ạ. Sơn thì được sơn tĩnh điện rất là dày, lớp sơn rất là dày và mịn nhá, nhìn rất là bóng luôn các anh chị này. Tên thương hiệu thì được ghi ở dưới khung xe, ghi tắt GLX. Tiếp theo đến thì em muốn giới thiệu đó chính là cái ghi đông. Trên ghi đông này thì được trang bị này, ghi đông được trang bị tay cuốn rất là mềm, ghi đông cong, tay cuốn rất là mềm. Ngoài ra thì được trang bị thêm một cặp phanh phụ trước và sau các anh chị nhá, cặp phanh phụ trước và sau này bóp rất là sướng tay luôn, ra ngoài thì nào bóp rất là sướng tay này. Đây là hai cặp phanh chính của xe, hai cặp phanh chính của xe sẽ bóp nặng hơn một chút, phanh phụ sẽ bóp rất là sướng luôn. Trên ghi đông thì được trang bị hai cái gạt đề, hai gạt đề này thì cái này thì nó được trang bị thiết kế kiểu gạt các anh chị nhá. Đây ạ. Một cái thì bên tay trái thì là gạt đĩa, còn bên tay phải đó chính là gạt líp 7 líp của Shimano, 3 đĩa của Shimano các anh chị nhá. Hai cái gạt đĩa và gạt líp này. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu đó chính là phanh. Phanh thì được trang bị là phanh gôm, nhìn các anh chị nhìn phanh gôm này. Em bóp này. Rất là nhẹ luôn ạ. Ăn rất là bám luôn. Bản lốp thì được trang bị là bản lốp 700x25C, bản lốp của CST. Vành thì được trang bị là vành hợp kim nhôm hai lớp rất là dài 5cm, căm tròn siêu chớn. Mayer được trang bị là mayer nhôm chạy bi côn, có mở khóa nhanh ở trục. Mở khóa này thì rất là tiện cho anh chị mở ra, tháo bánh ra và lắp bánh vào. Và bộ group sau thì được trang bị đó chính là đùi đĩa. Đùi đĩa thì được trang bị là đùi đĩa của Brogel 3 tầng, đùi đĩa nhôm. Gạt đề, gạt đề thì được trang bị là gạt đề của Shimano đời Tuley TZ các anh chị nhá. Gạt đề Shimano Tuley TZ. Lip xích, lip được trang bị là lip vặn 7 tầng. Lip vặn, lip của Galaxy. Củ đề sau cũng được trang bị là củ đề của Shimano Tuley. Bản yên xe thì yên xe cũng được trang bị rất là thể thao, yên xe Galaxy và có đúng điều chỉnh cao thấp cho các anh chị nhé. Ngoài ra các anh chị nào mà sở hữu xe này đi nó ngả lưng quá thì các anh chị có thể mua xe bên em sẽ tư vấn thêm cái nối cổ. Cái nối cổ vào thì nó sẽ cao lên và giúp anh chị thẳng lưng hơn và đỡ bị đau xương khớp. Với mức giá của chiếc xe này là 4.890.000 đồng. Các anh chị nào nhanh tay thì đặt hàng mẫu xe này. Và ngoài ra các anh chị có thể liên hệ qua số hotline để ship về tận nhà.
qua số 0964005166 hoặc 0936307317 được bên em tư vấn và hỗ trợ ship về tận nhà. Nếu các anh chị muốn tìm hiểu nhiều mẫu xe hơn, có thể truy cập vào trang web xe đạp 88.vn để biết thêm nhiều mẫu xe hơn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này của em. Chúc anh chị một tuần vui vẻ.